Thưa quý vị, thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường, không khí lúc ẩm lúc hanh khô như hiện tại là điều kiện cho vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, khiến chúng ta dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là những đối tượng có hệ miễn dịch yếu như là người già, là trẻ nhỏ. Và theo bác sĩ ở tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, thì trong tuần vừa qua, khi thời tiết tại Hà Nội chuyển mùa, số lượng bệnh nhi nhập viện vì mắc các bệnh đường hô hấp đã tăng trên 10%. Theo các bác sĩ tại khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội, trong một tuần gần đây, dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng ước tính số trẻ tới khám vì các bệnh liên quan tới đường hô hấp lúc giao mùa đã tăng hơn 10%, trong đó chủ yếu là các bệnh của đường hô hấp trên như viêm VA, viêm amidan, viêm mũi họng, viêm xoang. Viêm đường hô hấp trên nếu không chữa trị dứt điểm, rất có khả năng chuyển thành viêm hô hấp dưới, tức là viêm phế quản hoặc là viêm phổi, đặc biệt là dạng viêm phế quản, viêm phổi cấp tính. Hầu hết các bệnh gặp ở những trẻ dưới 5 tuổi bị viêm đường hô hấp với biểu hiện là sốt, ho, chảy nước mũi, hắt hơi. Đây là bệnh do virus gây nên. Đa số trẻ bị viêm đường hô hấp trên thể nhẹ, chỉ kéo dài vài ba ngày là tự khỏi mà không cần dùng kháng sinh.